Vâng, kính thưa quý vị đại biểu, khách quý, kính thưa toàn thể hội nghị, được sự nhất trí của cấp ủy đảng, chính quyền hôm nay, Ban Văn Chi, Hội Phụ Nữ Thôn Yên Thống tổ chức kỷ niệm ngày 20 tháng 10 và giao lưu văn hóa văn nghệ chào mừng ngày thành lập Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam. Về dự kỷ niệm tối ngày hôm nay có các ông bà đại diện cho đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể của xã cùng về dự, xin chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Về dự tối hôm nay còn có bà Đoàn Thị Du, Chủ tịch Hội Phụ Nữ xã, cùng toàn thể chị em ban chấp hành Hội Phụ Nữ xã. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Và hôm nay chúng ta trân trọng chào mừng sự có mặt của các ông bà đại diện cho chính quyền, ban ngành địa phương. Đề nghị chúng ta một tràng vỗ tay thật lớn để cảm ơn và cổ vũ. Và cũng rất vinh dự khi hôm nay có được Ban Thường vụ cũng như Ban Chấp hành Hội Phụ Nữ xã về dự. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào đón. Và đặc biệt đó là sự có mặt của đông đảo tất cả các chị em phụ nữ của thôn Yên Thống. Một điều đặc biệt hơn cả, đó là một nửa thế giới, đó là các ông, các bác, các chú, các anh đã đến cổ vũ tinh thần của chị em. Đề nghị chúng ta một tràng vỗ tay thật lớn, thật lớn, thật lớn hơn nữa. Kính thưa quý vị đại biểu, khách quý, thưa toàn thể chị em, trong không khí tưng bừng cả nước thi đua chào mừng ngày 20 tháng 10, hòa chung cùng niềm vui, sự phấn khởi ấy thì hôm nay Ban Phân Chi Hội Phụ Nữ Thôn Yên Thống xin trang trọng tổ chức lễ kỷ niệm ngày thành lập Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam. Thay mặt Ban Phân Chi, tôi xin trân trọng gửi tới toàn thể quý vị đại biểu, khách quý, đặc biệt là chị em phụ nữ, những lời chào mừng, lời chúc sức khỏe, thành công và hạnh phúc. Kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý, phụ nữ Việt Nam từ xưa đến nay luôn là những phẩm chất cao quý nhất mà Bác Hồ đã từng trao tặng, đó là anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang. Dù công tác ở bất cứ cương vị nào hay ở bất cứ vị trí nào trong gia đình thì chị em phụ nữ cũng phát huy được vai trò, sự khéo léo, sức mạnh vốn có của mình. Họ là những người đã vùng lên chống giặc ngoại xâm một cách kiên cường, bất khuất. Họ là những người lao động, cần cù, sáng tạo. Họ là những người không thể thiếu trong việc gìn giữ giống nòi và phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc. Nhận thức và hiểu rõ về vai trò của phụ nữ nên ngay sau khi Đảng ra đời, ngày 3 tháng 2 năm 1930, đã tổ chức lập ra Đoàn thể Phụ nữ, sau này thống nhất là Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam, lấy ngày 20 tháng 10 năm 1930 là ngày thành lập hội. Từ xưa đến nay đã có biết bao bài thơ, bài văn, bản nhạc cùng các tác phẩm ngợi ca vẻ đẹp hình thể, trí tuệ, phẩm chất và tâm hồn của người phụ nữ. Nhà văn Asmith có nói, trước phái đẹp và âm nhạc, thời gian sẽ trở thành vô nghĩa. Hay nhà văn Công Hùng đã từng viết nên những vần thơ rất nóng bỏng về vợ như sau: có những lúc chốn xô bồ ta tựa vào em, như con thuyền tàu viễn dương thả neo bám vào đất mẹ. Cuộc đời lặng thầm, cuộc đời gào thét, trở về bên em, ta trở lại chính mình. Thưa toàn thể chị em, chúng ta luôn cảm thấy tự hào về các mẹ, các chị, các em của mình. Họ là những hiện thân của tam đồng tứ đức, là những tấm gương sáng, giỏi việc nước, đảm việc nhà. Để tiếp thu, phát huy những phẩm chất truyền thống vẻ vang ấy, tôi mong muốn chị em chúng ta hãy cùng nhìn lại và ngẫm lại hình tượng của người phụ nữ Việt Nam. Để trước hết, chúng ta hãy tôn trọng, vinh danh họ. Và sau đó cũng là để khẳng định một điều: giữa bao nhiêu mưa nắng đời thường, phụ nữ vẫn là hoa, là thiên thần của đất. Dẫu ngày mai mặt trời có tắt,
hãy gọi tên phụ nữ như ngọn đuốc của niềm tin. Tôi cũng xin cảm ơn và gửi tới một nửa thế giới, chính là những người chồng, người cha. Và tôi cũng muốn nhắn rằng đằng sau những thành công của những người đàn ông luôn có hình bóng của một người phụ nữ. Hãy trân trọng và nâng niu, che chở người phụ nữ của đời mình. Cuối cùng, tôi xin chúc các quý vị đại biểu, khách quý, các chị em luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Chúc các chị em luôn vui tươi, luôn xinh đẹp, luôn yêu đời. Hãy sống hết mình, hãy cháy hết mình, hãy yêu thương, hãy yêu những gì mình đang có và hãy cố gắng hoàn thiện những gì mình chưa có. Khẳng định bản thân bằng lòng chân thành, chung thủy, vị tha và trí tuệ. Xin cảm ơn. Vâng, và đến với buổi lễ kỷ niệm ngày hôm nay thì rất cảm ơn và xin được trân trọng kính mời một giọng ca vô cùng ngọt ngào đằm thắm. Đó là giọng ca của chị Hằng Lan tới từ câu lạc bộ aerobic Hằng Lan với bài hát Thì Thầm Với Dòng Sông. Xin một tràng vỗ tay thật lớn ạ. Thưa các bà, các mẹ, các chị có mặt buổi tối giao lưu ngày hôm nay. Hôm nay rất vinh dự Hằng Lan được về dự buổi giao lưu của thôn Yên Thống. Lời đầu tiên cho Hằng Lan gửi tới các quý vị đại biểu khách quý, gửi tới toàn thể các bà, các mẹ, các chị một lời chúc sức khỏe, một lời chào trân trọng nhất. Và qua các chị cho tôi gửi lời tới gia đình các chị luôn hạnh phúc và phụ nữ luôn đảm đang. Để tỏ lòng thành kính lời mời, cho tôi được gửi tới các quý vị khách quý bài hát Thì Thầm Với Dòng Sông. Và ngút mắt mênh mông đến nửa dòng sông và mấy cánh đồng, qua dãy nhà ai trông đỏ hoa chưa em về, anh có đợi em không? Đời hai thank you.
cả.